sẽ unbox cái một cái ba lô hình hộp bánh. Hộp bánh là sô cô la cũng theo mà Kim Kim hay ăn trong chuyện xin một bé quốc kỳ ấy. Lại một chiếc cốc hình con cá nào. Đặt order tới tận mấy tháng nó mới về, tầm 3 đến tháng rồi đó, khá là lâu. Nhưng mà cũng đáng để mong đợi lắm. Unbox cho mọi người xem. Bây giờ tới cái ly hình cá mập nha mọi người. Thank you.
Ta-da! Ở nhìn ngoài còn đẹp hơn là xin xỉu mọi người ạ. À, rất là đẹp. Đây chỉ là một chiếc cốc máy trong bộ sưu tập cốc của mình nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.